Đồ ăn hại, nhìn em đây. Các bạn ơi, ông đã rút được thanh kiếm từ nay đến giờ mà anh Bưu Thành không rút được các bạn à. Đồ ăn hại. Trời ơi, Bưu Thành đã tưởng thế nào? Anh có dám thi rút kiếm với em trong Roblox không? Được rồi, vậy thì vào trong Roblox anh sẽ thi cùng em. Anh sẽ rút được những thanh kiếm siêu mạnh và siêu lợi hại, cực kỳ là xịn sò luôn. Bốc phép ít thôi. Trước khi vào video các bạn đừng quên nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo chọn mình. Còn bây giờ vào trong Roblox để xem Bưu Thành có rút được nhiều thanh kiếm gì đâu nha các bạn. Em xem máy của em đi, anh cho em biết thế nào lễ độ với cán bộ. Đâm 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 vỡ mồm ông. Đâm 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 đâm. Đấm luôn, đấm luôn. Đấm đấm game luôn. Game này có phải game đấm bốc, đấm nhau đâu mà ông. Bây giờ là chúng ta sẽ phải đi rút những thanh kiếm rất là xịn sò được cắm ở trong những cây gò đất, gò đá này ông ạ. À thế à? Đâu đâu? Thấy không? Những thanh kiếm ở đây không? À đây cái gì? Bây giờ là mình sẽ mục tiêu là rút được thanh kiếm xịn nhất ở đây, phát sáng này, đẳng VIP, đẳng cấp VIP pro nhất luôn đó các bạn. Em thấy ở đây là final boss đấy Bưu Thành ạ. À, bây giờ anh thử rút thanh kiếm này xem anh có rút được không các bạn. Yeah, thanh kiếm này cắm chắc quá rồi, anh rút được thanh kiếm đầu tiên rồi. Ăn đu được của nó đấy. Yeah. Nhanh vậy. Ê, ơi, anh múa kiếm vài đường chỗ và các bạn xem này. Khi mà anh có kiếm nó có tăng lên cái chỉ số không? Có, đây này thấy không? Thế à? Một lần bấm được rất là nhiều luôn các bạn. Anh đã được 1000k lực kéo, lực sức tay rồi các bạn ạ. Mình sẽ chiến đấu luôn các bạn ạ. Yo! Nhìn đây. Yeah. Ông không rút được. Rút được rồi. Cày thế nhỉ, ông cũng rút được các bạn ạ. Này, người ta luyện tập luôn đấy. Không được rồi các bạn ơi, anh sẽ quyết định ra để rút thanh kiếm này luôn. Yeah. Rút thanh kiếm xịn thứ hai, anh vừa lấy sẽ rút được. Yes, rút được thanh kiếm thứ hai luôn. Đâu ơi, đâu ơi, chang chang chang. À, được, em cũng rút thanh kiếm thứ hai, anh dám đánh em à? Chang 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 chang. Các bạn ơi, không thể như thế này được. Bây giờ anh sẽ đi kiểm tra xem là có gì hot không. Ui, ông rút đi, cố lên ông ơi. Trời ơi, em rút quá dễ luôn. Được, thắng xong lên, chúng ta rút tiếp thanh kiếm thứ ba. Rút được không? Được. Thua lòi mặt rồi mà xem. Rút bằng niềm tin. Rút được rồi, yeah. À, thế thì anh cũng không cần phải rút sớm các bạn ạ. Wow, thanh kiếm mới của ốc to ngầu như bà bầu luôn ốc ạ. Ông nhìn em múa đây. Chuyện khuất chủ. Nhìn cách chủ nó kìa. What the hell? Đấy, các cao thủ võ lâm đấu kiếm các bạn ạ. Cao thủ, anh là cao thủ võ lâm, còn ốc là cao thủ võ hâm nha các bạn. Rồi bây giờ xem trong shop có gì. Ốc có quà này, bây giờ mình sẽ nhận được những cái quà này các bạn ạ. Nhận luôn. Xem, quà gì đấy? Xem cái vòng quay này có được gì không. Không được quay free các bạn ạ. Đã bắt bình 99 Robux. Đã thử dùng 99 Robux quay xem được cái gì nha các bạn. Mở gì á? Bên Thành chắc lại mở được cái con màu xanh phèn phèn thôi. Phèn phèn cái gì? Phèn phèn chắc luôn. Biết ngay. Sao phèn thế? Đây là đến bây giờ lượt ốc nha. Ốc đang giờ đang có rất là nhiều cúp. Bây giờ ốc sẽ mở hẳn 125 cúp. Mở ra. Được gì một không? Quả trứng. Được gì không? Một quả trứng nhìn như quả trứng vịt lộn. Được một con husky. Rất là hiếm nha. Quá cùi luôn. Bây giờ anh có con pet các husky bạn ạ. Đấy. Người ngoài hành tinh anh sẽ lắp vào. Hey, em có husky đi theo luôn. Anh, cái gì dạ? Anh sẽ vào shop kiểm tra xem có đồ gì không nha các bạn. Anh sẽ mua. Trời ơi, Bê Quy Thành mua liên thiên các bạn. Đúng. Liên thiên cái gì? Pet xịn như này. Tích 4500 power. Con này xem nào, con này. Wow, con này phải phải xịn này các bạn này. X 2500. Này 600. Xịn thật sữa quá. Anh cứ không luyện tập đi. Em sức mạnh 47.000 rồi. Bê Quy Thành 3600. Toàn súng. Toàn thật rồi bố em. Bây giờ là 3600. Con này x 8000 nhưng mà tỷ lệ trúng rất thấp các bạn ạ. Thì thôi mình sẽ mua con này 3600. Anh sẽ mua một con gọi là 459 Robux, một con thú VIP nhất ở đây luôn các bạn ơi. Con đấy đẹp thế. Đây, ông nhìn này. Nó to nữa Bê Quy Thành ơi, đẹp quá.
ngầu chưa các bạn, gọi là đỉnh. Bây giờ anh chém một cái gọi là 140.000, 500.000. Chém kinh thế. Ốc bây giờ có 80.000, chém phát bằng một lần, ốc chém cả ngày luôn các bạn ạ. Và đây là không kiếm giỡn của anh thôi nhé. Anh bây giờ vào tiếp là cái cửa hàng này và chúng ta sẽ mua gọi là cái X2, cái sức mạnh bàn tay, hiểu không? Nữa luôn hả? X2 sức mạnh bàn tay. Rồi, các bạn xem quảng cáo trên video anh rất là nhiều luôn nên hôm nay anh có tiền mua đồ đấy. Trong video này các bạn lại tiếp tục xem quảng cáo để trong video sau anh lại có tiền mua đồ. Thật là VIP, thật là xịn sò trong video cho các bạn xem nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Ok. Bây giờ em sẽ đi rút thanh kiếm Extreme. Ông rút được không? Ông rút được không? Rút được. Còn lâu mới rút được các bạn ạ. Ok, rút được rồi. Mình chỉ còn mỗi thanh kiếm cuối cùng thôi. Really nigga. Như vậy ok, phết các bạn ạ. Tiếp tục luyện tập. Luyện tập chăm chỉ. Ui, Bêu Thành ơi, người yêu em. Người yêu em đấy hả? Đây, người yêu em đi, em xì 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 đèn đèn. Chiến đấu luôn với người yêu luôn. Ui giời, quá ghê, quá ghê. Ai xả đấu kiếm với Prince, tức là hoàng tử. Hoàng tử bóng tối chém phát ốc chết luôn. Hoàng tử quá đỉnh các bạn. Kinh quá các bạn ơi. Bây giờ đến lượt B Quy Thành sẽ rút thanh kiếm tiếp theo. Ui, thanh kiếm này đối với anh bây giờ là anh rút một cái là được luôn các bạn ạ. Anh có dám đấu với hoàng tử bóng tối không? Hoàng tử bóng tối gặp anh ấy thành hoàng tử đi bụi luôn. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Đấy. Tụi gì mà đấu với hoàng tử bóng tối? Anh đã rút được thanh kiếm này rồi nha. Vẫn chỉ phèn. Đây này, hoàng tử bóng tối có thanh kiếm màu trắng phát sáng luôn. Rút tiếp thanh kiếm này. Đấy, anh rút được thanh kiếm này rồi nha ông ơi. Và bây giờ anh sẽ đến rút thanh kiếm mạnh nhất ở đây. Tôi sẽ là người sở hữu thanh kiếm mạnh nhất đầu tiên trước ông. Yeah. Được rồi, em cũng đi rút. Bêu Thành nhìn em rút đây. Rút luôn. Rút luôn à, kinh ấy, ok đấy các bạn ạ. Ô thôi, không rút được. Sao mày ngu thế hả? Nhìn đây, rút lại cho mà xem. Nhìn đây này. Đây. Đâu? Rút. Wow, đỉnh ghê. Đâu? Người yêu em CDDCC đấy gì? Các đúng bạn rồi. Đây. Đây là người yêu đó, anh hạ gục chỉ trong một trưởng đạo solo. Đâu? Hả? Này, một trưởng cái gì? Một trưởng gục ngã luôn. Được tặng một cái gì đấy các bạn ạ. Rất là xịn sò. Tuyệt quá, tuyệt quá. Uầy, sở hữu được một thanh kiếm VIP nhất đây rồi các bạn. Wow, xịn thật các bạn ơi. Mình có con thú cưng mới tên là Boku các bạn ạ. Boku là lấy cảm hứng từ Goku. Đâu rồi, lấy ở đâu đấy, cho anh với. Lấy ở quà tặng đó. À, anh chế thì anh cũng sẽ có Goku, Sogoku à. Sơn Goku. Chém các bạn ạ. Ồ, hình như chúng ta có màn mới không ạ? Mình đâu? Sẽ có 15 win thì mình sẽ mở được màn mới. Ok, anh sẽ rút thanh kiếm. 15.000 win á? Ờ, anh rút cái này một lần nữa là anh có thể sang màn mới. Ồ, vẫn ở đây chưa rút được kiếm mà quá cùi. Anh rút kiếm này mấy lần nữa là anh đủ win rồi các bạn ạ. Ấy, xịn sò con mình sẽ bò mở trứng. Chưa? Mình sẽ lấy 700 win của mình ra để mở một quả trứng mong rằng nó sẽ là một con xịn sò. Mở ra một con mèo 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 mèo. Ồ, 400 robot không mèo hả? Con gì? Không phải mèo, nó là tiger là hổ. Rồi các bạn ơi, bây giờ bên này đã có thể sang map mới để có thể kiếm được những thanh kiếm xịn. Ôi, bên này gọi là đỉnh của chóp. Ôi, cho em đi sang với. Ui, ở bên này có một thanh kiếm của đỏ ngầu như trái bầu luôn ông ơi. Bây giờ anh rút thanh kiếm đỏ ngầu xem rút được chưa. Các bạn ơi, thanh kiếm này nó quá là mạnh luôn, không rút. Trời ơi, còn chưa kịp làm gì thua luôn. Đồ ngu. Trời ơi, em đang tích cực rút thanh kiếm ấy nhất để em mày đây. Để em đi sang mày đây với anh, chơi em với. Ây, rút luôn. Mình chỉ cần rút 50 lần nữa là sẽ được. What? Ui, bên này có con rồng siêu ngầu như bà bầu trái bầu luôn các bạn ạ. Ui, anh tiêu diệt con rồng. Đập, chiến đấu với rồng luôn. Chiến đấu với rồng luôn. Chiến đấu với rồng luôn. Rồng đánh cái chết nhân răng các bạn ạ. Yếu quá rồi, bây giờ anh sẽ đi rút, bắt đầu rút thanh kiếm đầu tiên ở đây các bạn ạ. Với sức mạnh kiếm sĩ không hề bị bẫy trĩ ngầu nhân nước Mỹ của anh sẽ rút được thanh kiếm này các bạn ạ. Mình phải rút luôn, thể hiện trình độ đã. Rút thanh kiếm của chúng ta, thanh kiếm CDN đen xì xì. Ốc đây rồi. Đây rồi. Đấy, anh đã rút được thanh kiếm này. Con rồng đây à, trời ơi đây là sao hỏa Bê Quy Thành? Không, đây là địa ngục các bạn. Địa ngục à, em tưởng đây là sao hỏa đấy. Anh không biết được nhưng mà các bạn biết đâu, các bạn bị lại ở dưới nhá. Trời đây này, anh rút được thanh kiếm đầu tiên rồi. Ốc, ấy à, rút được thanh kiếm sáng lóe rồi đấy à.
Em bây giờ ông rút thành kiếm đầu tiên rồi đấy ông. Điên à, đây tận 9 triệu ai mà rút được. Ông làm sao mà như anh cũng thành được. Bây giờ anh sẽ rút thanh kiếm này các bạn ơi. Thanh kiếm thứ hai. Thanh kiếm quỷ màu đỏ. Dạ 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 dạ. Rút được rồi. Rút được rồi. Vỗ tay, vỗ tay. Thanh kiếm xấu quá. Mất công rút các bạn. Ủa thanh kiếm kia là tới 610.000 ô xấu tí. À bao giờ mới rút được thanh kiếm này các bạn ơi. Đến mùa quýt năm sau rồi, 600 rồi các bạn ơi, không ổn rồi. Ôi bây giờ Thành đánh đến 80 triệu rồi à. Em mới đánh đến 5 triệu. Ui giời, thế thì ốc còn lâu. Để bây giờ anh sẽ tiếp tục nhận phần thưởng. Nhận phần thưởng. Đấy. Và xem trong này là có gì. Đây là Even là có event là có cái gì đấy, quả trứng này hả ốc? Nhưng free mà không? Anh phải chơi hai ba. Ôi anh sắp được free rồi đấy. Sắp cố gắng, được free cố gắng một con này rồi các bạn ạ. Chắc là mình sẽ mở ra được một con siêu VIP. Còn Mê Quý Thành sẽ mở ra một con là siêu vớ vẩn. Rồi bây giờ mình sẽ rút thanh kiếm 9 triệu. Bởi vì mình đã có 9 triệu hơn rồi. Rút luôn. Đâu rút đâu. Một thanh kiếm đen tối. Ông không rút được đâu các bạn ơi. Cứ để đấy mà xem. Ông có lâu mới rút được. Thanh kiếm đen luôn mà. Amazing, good job em. Ghê đấy, thằng kiếm đen xin đến NCC. Anh rút phát được luôn. Anh đang xem cái con này nó có gì VIP mà sao họ bán đắt thế ốc ạ. Mở trứng, mình sẽ tiếp tục mở trứng các bạn ạ. Ở đây có 37.000 cúp rồi. Bây giờ mình sẽ mở hẳn 22.000 cúp xem nào. Mở luôn. Mở luôn chỉ được cái gì? Quả trứng xanh ra cái gì đây? Một con aqua kết. Trời ơi, aqua kết thì bao nhiêu nhân bao nhiêu? Nhân quá, 33.000 nhân 33 quá thôi các bạn. Quá cùi luôn đâu ơi. Mình chỉ được ấy thôi, mình chỉ được 3 con một lần thôi các bạn ạ. Ok. Như này được rồi. Ui kìa đấy, anh đang xem mấy cái đồ này các bạn, trông nó kỳ dị thật đấy. 19 triệu rồi, mình sẽ đi rút tiếp. À thôi, mình không rút nữa, đây tận 60 triệu. Rén rén các bạn. Làm sao mà có đủ tiền mà cứ thích rút. Quá gà luôn, nhìn anh như này. Bây giờ anh đang xem những cái đồ này. Cái này là cái gì nhỉ ốc nhỉ, anh thấy là lạ ta. Vương miện với cả sừng để làm sừng gì? Ấy, sừng ấy. Sừng để làm gì nhỉ, thế có tăng được cái sức mạnh gì không ta. Ai biết là gì. Mình hoàn thành nhiệm vụ, mình sẽ nhận được cái phần quà này các bạn ạ. Không biết bao giờ mình nhận được cái này ta. Cái gì, thỏ tay thỏ á. Đây, làm nhiệm vụ đây này. Nó có những nhiệm vụ đây các bạn ơi. Và từ từ mình sẽ vào store mình xem có cái gì mình mua được không các bạn. Ôi hiệu ứng này. Ui hiệu ứng màu xanh, mua luôn. Hiệu ứng gì á? Màu xanh cho nó màu. À người té lửa lên hả? Đấy, đẳng cấp nó phải người. Đâu rồi, chưa được các bạn. Đi rút được thanh này chưa? Mình sẽ đi rút thanh tiếp theo. Kiếm bán nguyệt. Kiếm bán nguyệt là cái kiếm gì? Đây. Ôi kiếm này mạnh ghê. Yeah. Chưa mặc skin. Mặc skin vào. Wow. Siêu xe giá thật. Đấy, các bạn. Đây bây giờ mình sẽ rút tiếp thanh kiếm tiếp theo các bạn ạ. Mình đã rút được thanh kiếm màu đen, bây giờ đến thanh kiếm màu đỏ, thanh kiếm magma. Magma Sida. Ôi giời ốc thua luôn các bạn ơi. Thắng rồi. Trời ơi, mệt quá. Ông rút thanh kiếm màu đỏ rồi hả? Đúng rồi. Ghê vậy, sắp đuổi em bằng anh rồi đấy. Ê, rút sao? Kiếm màu đỏ chém luôn. Đây xem nào, xem ở đây chúng ta có thể rebirth được nhưng để làm gì. Và sẽ mình... to kiểm tra xem có đồ gì nữa không các bạn ơi. Kệ Baby Thành, mình tiếp tục mở trứng các bạn ơi. Mình sẽ mở trứng 75.000 cúp. Mở ra luôn. Một quả trứng màu vàng. Màu kiểu lửa lửa ấy. Sinh ra một con lợn. Ôi giời, con lợn xấu xí xấu quá. Không, xin lỗi các bạn, mình nhìn nhầm. Nó là một con rồng nhưng mặt hình con lợn. Ôi giời. Quá cùi các bạn ạ. 85 luôn, mình trang bị luôn các bạn. Trời ơi, quá cùi cái gì? Quá cùi. Thanh kiếm màu vàng kia là một thanh kiếm với chế độ rất là khó các bạn ạ. Lên đến hơn 610 triệu. Đây rồi, Bê Quý Thành sẽ rút thành 610 triệu. Đây rồi. Yeah, thanh kiếm này sẽ đua bởi ta. Yeah. Thở rồi các bạn ơi. Thở không nổi luôn. Thở không nổi luôn các bạn ạ. Ây, kiếm bán nguyệt. Wow, đẹp thế. Tất nhiên rồi, kiếm của anh nó phải khác chứ ốc. Nó phải đẳng cấp VIP Pro chứ. Đây lại người yêu em, Bê Quý Thành ơi. Người em mặc áo đỏ, lần này mặc áo đỏ rồi. Thế anh sẽ hạ người yêu em. Ủa không. Hạ kiểu gì, người em 1 tỷ sức mạnh ấy. Vào đấu luôn. Đấu một mắt. Đánh cho một cái lại ngất. Đấy, ui ngất
luôn, chưa kịp chớp mắt đã chết toi. Cảnh quất rồi các bạn ạ. Quế. Treo con rồng bao nhiêu sức mạnh ra đấu với con rồng các bạn. Đấu với con rồng, người yêu em còn chả đấu được nữa, đấu với con rồng. Con rồng mạnh lắm các bạn ơi, đừng động vào con rồng, nó đập cho một phát thì ngất trên cảnh quất thật luôn. Bây giờ hãy cố gắng để chúng ta chiến thắng được rồng bên với Thành ạ. Ôi, thế 6 tỷ cơ à các bạn. Bây giờ mình chắc chắn là phải đi kiếm một cái con gọi là một con thú cưng siêu VIP ở đây thì chắc là mới kịp ốc ơi. Con này nó không hiển thị tỷ lệ ở đây nhỉ? Tỷ lệ gì á? Tỷ lệ mà nó ra cái sức mạnh gì ấy, ví dụ con này nó ra cái gì á? Hên xui à? Hên xui thôi. Hên xui đấy, con này là trị giá đang được giảm giá này nhưng mà mình chưa mua các bạn. Ơi có quà. Nhận. Nhận hết. Bây giờ là có quà là phải nhận hết. Con này là con gì? 3 phút nữa mới được nhận con đấy các bạn ạ. Mình sẽ quay. À không, mình phải mở. À nhưng mà mình có hash for free rồi. Mở ra lần này mình sẽ mở ra một con xịn hơn con của Baby Thành. Con gì? Không phải con Alien. Chính là con Alien. Giống hệt luôn. Chê anh nữa đi. Chê. Mình chán luôn các bạn. Mình mệt mỏi chê. Mình chờ mãi được quay luôn ấy. Buồn quá. Đây, bây giờ anh sẽ đi ra rút lại thanh kiếm kia để đủ cái lượng cúp để anh có thể rút được để mở được một con thú cưng nha các bạn. Thanh kiếm này bây giờ với anh nó rút gọi là dễ luôn các bạn ạ. Rút một cái là ra luôn. Hay. Trời ơi. Quá tuyệt vời luôn. Đây là những con pet gì đây? Uầy, chơi 45 phút được free 3 con này luôn ốc ạ. Kinh thật đấy. Nhưng mà mình chưa kịp không để có thể lấy bạn được ơi. Đấy. Bây giờ mục tiêu của bọn mình là chiến thắng con rồng. Quá chuẩn luôn. Luyện tập. Rồi có gì nữa không nào? Bây giờ mình sẽ xem là thú cưng của mình là đang có con gì. Thú cưng của mình đang có con này. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi mở một quả trứng bất kỳ ở đây. Quả trứng này trị giá là 650k luôn các bạn. Mở được một quả thôi. Mở xem là gì á? Trứng màu cam sinh ra cho tôi con gì đây? Con gì đây? Và con này là con chung thôi các bạn ạ. Không phải là 20. Không phải là con này cùi. Equip pet vào đi. Rồi đấy. Rồi được rồi đấy. Thế là con alien này còn cùi hơn các bạn ạ. Bảo sao mình tăng chậm thế nên bây giờ mình quyết định đầu tư chơi lớn. Các bạn nhớ xem quảng cáo video cho mình. Mình sẽ quyết định mua một con thú cưng VIP nhất ở chỗ này, ở chỗ địa ngục này. Đó chính là quả trứng 1.000 Robux. Oh my god. Wow. 1.000 Robux á? 1.000 Robux. Ôi trời ơi. Điên rồi, anh điên rồi, Baby Thành của anh điên rồi. Các bạn xem quảng cáo thấy nhiều lắm nên hôm nay đầu tư đây. Các bạn nhớ xem quảng cáo thật nhiều cho anh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, xong luôn. Quả trứng 1.000 Robux sẽ ra cái gì? Ra một con mèo bị hack các bạn ạ. Nói chung là xem nó ra nhân bao nhiêu. Chắc là xịn, chắc xịn đâu các bạn. Nhân bao nhiêu? Đấy con mèo đấy. Nhân 9.300.000 cơ à? Kinh vậy. Các bạn ơi, bây giờ mình tập luyện mình cũng thấy nó khá là nhanh rồi các bạn ạ. Biết thế là mình sẽ mua cái may mắn trước xong mình mở có vẻ là may mắn hơn. Đúng. Đúng không? Đúng. À, các bạn ơi, không sao cả. Mình luyện tập bây giờ nó cũng sẽ tăng rất là nhanh thôi. Quả trứng này 2 triệu cái cúp mới được cơ các bạn ạ. Đấy, luyện tập kỹ năng người gọi là phát sáng trông cực kỳ ngầu ốc ạ. Không biết là hôm nay mình có thể rút được thanh kiếm VIP nhất đấy không. Nó tới 800 mấy cơ, bây giờ mình mới có một. Cái này chắc cần phải luyện tập lâu các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ đi mở trứng. Mình vừa cày cuốc mấy lần, bây giờ mình sẽ mở cái trứng 650k cúp để xem nó ra cái gì. Mở ra. Thế ra cái gì? Không đâu, nó sẽ ra một con gì đấy. Em hy vọng. Hy vọng. Nó ra một con chung, một con demon các bạn ạ. Chung hết sức chung. Nhưng mà cũng nhân 120 cũng được. Mình sẽ trang bị nó equip pet lên. Và mình đã đá con Goboku ra chuồng gà rồi các bạn. Ôi biết thế lúc nãy mất cái 1.000 Robux, anh thêm 200 Robux mua cái này còn xịn hơn đâu các bạn. Cái gì đấy? Con này... nhân 150.000 kìa. Baby Thành không biết tiêu tiền các bạn ơi. Đúng. Các bạn nhớ xem quảng cáo cho anh nha, anh vừa nghịch ngu rồi. Biết thế anh mua con luôn mèo đen này trị giá là 1.200 đang được sale 97% mà các bạn này. Con này đâu, con này có 3.000 mà 349 các bạn, quá xì kia. Nhưng may ra mình còn có thể rút được thanh kiếm mạnh nhất ở đây các bạn ơi. Còn như này khá là lâu đấy, mình cần phải cứ để auto click lên này thì không biết bao giờ mình mới rút được. X20.000 xem là tổng cộng mấy con thú của mình lên được bao nhiêu nè. Con này là X120. Ôi xì kia thế. Cái gì?
9.000 toàn con cùi thôi ông ạ. Nhá. Khi mà lá cùi rồi anh mới cho em mấy con đấy càng tốt. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Trời ơi các bạn ơi, cái video này mình dùng rất nhiều robux rồi, các bạn xem quảng cáo video lần trước đây là các bạn nhớ xem quảng cáo cho anh nhá. Ok. Một trứng hên xui, một trứng hên xui các bạn ạ. À, bây giờ mình đợi mãi là mình cũng chả thể lên được ấy nữa nên mình sẽ đi xem tiếp cú. Mình nhận được một con thú cưng mới các bạn ạ. À. Con thú cưng này nhân 100 lần. Trời ơi thì cũng bình thường thôi. Đâu rồi 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 49 thuốc may mắn các thứ x2. Ê Bình Thánh ơi có event rồi. Mở. Mình bây giờ mình sẽ mở một quả trứng magma. Rồi quả mở ra con trứng. Gì đây? Wow, con gì đây? Con anh gì ra đây? Con đỏ đỏ. Ốc ra giống hệt anh. Ô thế hả? Đó là con gì? Ui nhân có 25 các bạn ơi. Nhìn có vẻ ngầu nhưng mà cho mở ra con xì điên 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 xì xì. Rồi chán quá. Chở mãi event các bạn ạ. Chở mãi event được cái con dở ha dở hơi cho các bạn. Ok bây giờ mình sẽ rút thanh kiếm bán nguyệt của Bê Quý Thành. Rút luôn. Rút luôn một thanh kiếm bán nguyệt. Yes. Anh sắp rút được thanh 6 triệu rồi, rồi các bạn yên tâm đi, thanh kiếm đen thanh này 80 tỷ tỷ. À. Hả? 80 tỷ á? 80 tỷ á? Ờ. Quan trọng là bây giờ thú của anh cùi quá không ạ? Mua bắt tiền nhưng mà cùi quá. Xem nhận được cái gì. Con này ọp 90% này sao không mua? Đâu? Con tím nè. Con này á? Ờ. Con đấy có 300 mua bây giờ là nó cũng mất 300 Robux không ạ? Nhưng mà đáng lẽ nó sẽ rất đắt. Nó đang ọp 90% hiểu không? Ờ con này còn 97% đây này. Nếu mà có tiền lúc nãy biết thế mua cái con ở trong shop này cho ốc xem. Cái con này này. Con này ví dụ như là 6.000 x6.000 con này lúc nãy mà 1.000 nó book mua con này nó xì nó đập một phát đập rút được thanh kiếm đỏ luôn. Thế mà anh ngáo. 20.000 power luôn. Còn con này 14.000 Robux là 360.000 nó đập một cái full luôn các bạn ạ. Thế là anh bị ngáo rồi. Không phải, anh muốn thử độ may mắn với 1.000 Robux như anh cực kỳ đen đủi các bạn ạ. Đây là các bạn nhớ xem quảng cáo cho anh lần sau có tiền anh sẽ mở những quả trứng Beeper nha. Cày thật đấy các bạn ạ. Bây giờ anh sẽ đi rút thanh kiếm màu đen 6 tỷ. Ốc tin anh rút được không? Rút được luôn nha. Rút đi, 5 tỷ rút được rồi. Rút đi. Bấm vô. 6 tỷ đâu, có 3 tỷ 2 mà. Nhưng sao lại có 3 tỷ 2 mà Baby Thánh. Lên rút thanh kiếm boy Final Boss đi. Bật 6B đây không? Nào Final Boss thanh kiếm đó. À cái này 44 các bạn ạ, 44B. 44B đâu, 80 đi nè. 44 thôi, 80 không phải đâu. Đấy, chỉ số trên đầu của nó đấy. Nhưng mà vào trong sức mạnh của nó có 44 thôi, nãy nhìn thấy rồi. Các bạn ơi đấy, bây giờ là mình sẽ luyện tập bằng cái này đấy. Cố gắng luyện tập rút được thanh kiếm màu đỏ nha các bạn. 2000 years later. Ấy chang 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 chang. Các bạn ơi, lúc ấy mình vào đây mình mới biết là chúng ta nâng cấp cái tỷ lệ bấm chuột này x110 lần nên thì mình luyện tập nó sẽ nhanh hơn. Các bạn ơi, mình luyện tập một tí là được 90 mấy triệu tỷ tỷ rồi. Thế rút thanh kiếm kia đi. Bây giờ anh có thể rút được thanh kiếm vip nhất đây rồi các bạn ạ. Quá xịn, nhưng mà trước khi rút anh sẽ quay vòng quay để xem được cái gì. Vòng quay được cái nịt. Được cái nịt cái gì? Xem đây nè. Vẫn còn đấy. Cái chả là cái mịt thì là cái gì. Con này được có x45 quá cùi các bạn. Thôi anh quyết định là không khối nữa. Anh sẽ đi ra rút thanh kiếm ở đây. Thanh kiếm màu đỏ vip nhất ở địa ngục. Rút lên. Nên anh lấy thanh kiếm đấu rồng đi. Ờ đây anh sẽ chuẩn bị ra đấu con rồng các bạn ạ. Đâu. Từ từ đấu với tên màu đỏ này nữa đã các bạn. Được rồi đấu đi. Đấu rồi. Hạ gục tên màu đỏ trước. Lần này người bắt đạt ta đi. Quay ai ai ai. Phô lên. Dạ dạ. Phô lên bấm cực bên. Bấm cực bên đúng rồi. Thua. Mời đẹp. Thua đi. Thua chưa. Rồng đâu? Rồng kia. Mang rồng ra đây. Ui rồng khỏe lắm ốc ạ. Rồng khỏe lắm á? Rồng khỏe lắm. Rồng thua một... thì thôi, có là rồng mà mình thua thì mình cũng thua rồng. Ờ, thua rồng chứ không thua bạn đỏ kia. Yeah. Thôi anh thua chắc rồi. Nó vẫy cánh phát bên người thành ngất xỉu luôn các bạn ạ. Các bạn ơi, chúng ta cần phải luyện tập. Nếu mà các bạn muốn thắng được rồng thì các bạn phải luyện tập lên tới một quy các bạn ạ. Ờ. Bây giờ mình mới có 1B, mình luyện tập một xíu nữa là mình cũng đủ thôi. Nhưng mà thôi,
chắc là mình sẽ dừng video tại đây thôi vì video này khá là dài rồi các bạn ạ. Nếu các bạn thích video này đừng quên bấm nút like video, bấm đăng ký kênh, đặc biệt là xem quảng cáo nha. Các bạn đã rút được những thanh kiếm nào ở trong cái bản đồ này rồi, các bạn nhớ bình luận ở dưới để cho anh biết. Và các bạn đã chiến thắng nổi con rồng người chưa? Anh thì bây giờ anh sẽ luyện tập một xíu nữa, chắc là anh đánh được con rồng thôi, chém một cái con rồng đi mà. Bye bye nha. Bye bye, hẹn gặp lại bạn miền xa. Bye bye, nhớ xem quảng cáo cho anh, anh có tiền mua thật nhiều đồ VIP nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.